Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với fanpage chính thức của Z-Cosmetics. Và ngày hôm nay Vân ở đây để review cho các anh chị và các bạn một sản phẩm mà Vân luôn mang theo trong túi sách của mình. Một sản phẩm nhỏ mà có võ. Đó chính là chai chấm mụn xinh yêu này. Đối với những làn da bị mụn, bạn nên có một chu trình chăm sóc da đặc biệt giúp nhanh chóng loại bỏ những nốt mụn cũng như ngăn ngừa mụn quay trở lại từ chính nguyên nhân gây mụn. Bạn có thể tham khảo quy trình chăm sóc da mụn sau đây. Đầu tiên là làm sạch da với sữa rửa mặt Tea Tree Cleansing Gel. Tiếp theo là cân bằng da với nước hoa hồng Tea Tree Toner with DHA. Sau đó kiểm soát mụn là dầu nhờn với serum chấm mụn Blackview Acne Spot và serum giảm tiết dầu Zinci Gluconate Serum. Buổi tối bạn đừng quên kem dưỡng cho da mụn và da nhạy cảm Ultralight Moisture Dew. Và ban ngày khi ra ngoài, đừng quên kem chống nắng thẩm vật lý Orga 50+ Sunblock hoặc kem chống nắng BBY 50+ nhé. Riêng về sản phẩm chấm mụn Blackview Acne Spot hiện đang được sử dụng rất phổ biến tại các spa trong việc điều trị mụn. Nhưng bạn có biết em Blackview này cũng có thể sử dụng tại nhà không? Chính xác thì trong túi sách của Vân lúc nào cũng có một em này đấy. Cho dù là đi làm, đi công tác hay là du lịch hay thậm chí là về quê thì chỉ với một mình em ấy, mình cũng đã tự tin có thể xử lý các nốt mụn một cách hiệu quả. Vậy điều gì làm nên kỳ tích cho serum chấm mụn theo đâm Blackview Acne Spot mà được nhiều người tin dùng như vậy? Đó chính là từ các thành phần đặc biệt của sản phẩm. Lake Acetic Acid, đây là loại hữu cơ tự nhiên, chiết xuất từ giấm gạo đen được lên men theo phương pháp truyền thống của Nhật Bản. Black Acetic Acid như một loại enzyme hoạt động trên lớp màng của lớp sừng, phá vỡ sự liên kết của tế bào sừng kết nối với keratinocyte và lấy đi một phần tế bào da chết này một cách an toàn. Ngoài ra thì hoạt chất này còn được biết đến với các tác dụng khử trùng, chống oxy hóa. Tiếp sau đó là thành phần không thể không nhắc đến, đó là potassium iodide hay còn gọi là kali iodide. Hoạt chất này thường được sử dụng riêng khi điều trị các bệnh lý về viêm da, các vết thương nghiêm trọng về da do viêm nhiễm và được các chuyên gia công nhận hiệu quả chữa lành vết thương nhanh, tăng sinh nguyên bào sợi giúp vết thương mau lành. Cơ chế hoạt động của potassium iodide đó chính là hòa tan các chất béo để cơ thể hấp thu và đào thải. Tiếp theo đó chính là hai hoạt chất vàng không thể không nhắc đến ở trong em Blackview Acne Spot này, chính là Zamonic Acid và Salicylic Acid. Đây là hai hoạt chất vàng trong trị mụn với tác dụng loại bỏ tế bào chết, kháng khuẩn, ngăn ngừa hình thành và tái phát mụn đã được các chuyên gia da liễu công nhận và ứng dụng đấy. Với những thành phần này thì Vân tự tin có thể làm sạch mụn ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Đối với những trường hợp mụn mủ viêm thì Vân vẫn thường khuyên các chị chịu khó dùng em này trong khoảng 3 đến 5 ngày, chắc chắn sẽ không còn dấu hiệu của mụn đâu. Nếu bạn vẫn đang mất tự tin khi đến tháng vì bị mụn hoành hành thì Blackview Acne Spot chính là chân ái của các bạn đấy. Đúng như tên gọi chấm mụn thì sản phẩm dùng để chấm lên nốt mụn. Bạn nên sử dụng khi nốt mụn mới hình thành thì sẽ có thể rút ngắn thời gian trị mụn hơn đấy. Cảm giác đầu tiên khi mà chấm sản phẩm lên đó là hơi sót như là vết thương hở được sát trùng vậy. Điều này là do tác động của Black Acetic Acid, Zamonic Acid, Salicylic Acid lên vết mụn nhằm làm sạch và kháng viêm, đồng thời xét cồn mụn hiệu quả. Về màu sắc thì serum có chất lỏng, không màu, không giống như là các loại rượu thuốc trị mụn trên thị trường hiện có đâu. Mùi đặc trưng của giấm gạo đen Nhật Bản bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Vân hay sử dụng em ấy khi có mụn để điều trị tức thì. Tuy nhiên thì nếu như bạn bị mụn viêm nhiều và tái đi tái lại nhiều lần thì Vân khuyên các bạn nên tới spa để được có thể điều trị dứt điểm bằng liệu trình chuyên nghiệp bạn nhé. Hoàn nhìn thì bạn có thể thấy chai serum Blackview Acne Spot nhỏ xíu nhưng chắc chắn bạn sẽ dùng được em ấy rất lâu đấy. Bởi vì bạn chỉ sử dụng em ấy để chấm lên nốt mụn chứ không thoa như các loại kem thông thường khác. Về dung tích thì em ấy có dung tích 10ml, rất phù hợp với những ai hay phải đi như Vân, có thể dùng được bất cứ ở nơi đâu mà không lo để quên ở nhà. Vậy thôi, video cũng khá là dài rồi, Vân xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Mọi thắc mắc về mụn bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gọi tới số hotline 024 2211 4000 để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.